Bộ phim Trúc Mộng Tình Duyên. Tập 45. Một khi đã mất đi sự tín nhiệm, muốn xây dựng lại lòng tin một lần nữa thì phải cần có thời gian. Chuyện này không vội được, phải từ từ. Chỉ cần con luôn bên cạnh cô ta, chỉ cần con một lòng muốn tốt cho bố thì sẽ có cơ hội thôi. Được rồi, nếu không còn chuyện gì thì con về trước đi. Đúng rồi, nhớ cẩn thận cái cô gì mà Lucy. Xem ra Phó Hàm Quân cũng khó giải quyết phết đấy. Anh, nếu không ổn thì chúng ta cứ xử cô ta như xử lý Phó Kiến Thành. Chuyện Phó Kiến Thành chúng ta còn chưa làm triệt để. Nếu bây giờ Phó Hàm Quân xảy ra chuyện nữa thì chúng ta sẽ dẫn lửa đốt thân mình đấy. Hơn nữa, tôi còn muốn giữ cô ta lại để đối phó với Thẩm Kỳ Nam. Hiện giờ bức vẽ của hai nhà anh đều xem qua rồi. Anh chắc chắn rằng Vĩnh Thành sẽ trúng thầu sao? Chỉ là thiết kế một khu bình dân thôi mà, về cơ bản là giống nhau. Tôi đã có mấy lời với Bình ủy rồi. Bất luận Ngô Lực Dĩ lăn lộn ra sao, cuối cùng cũng phí công mà thôi. Hơn nữa cuối cùng tôi sẽ khiến Phó Hàm Quân đích thân ra tay. Một đao này đâm lên trên người Thẩm Kỳ Nam. Như thế mới đau. Em nghe nói lúc tranh thầu, Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải cũng có mặt. Nếu Vĩnh Thành có thể trúng thầu ngay trước mắt Phó Thị trưởng thì đúng là có mặt mũi lắm. Đến khi Vĩnh Thành tranh được thầu thì tôi sẽ giương tay ra đối phó với Phó Hàm Quân, để Thiếu Kiền tiếp quản Vĩnh Thành. Chúng ta có thể ngồi đây bình tĩnh mà đếm tiền. Tôi nói này, cậu lẩm bẩm cái gì thế? Cút đi. Hôm nay là ngày gọi thầu, cậu mau mau thu dọn đồ đạc đi, đừng có làm loạn lên, khéo lại hỏng chuyện. Đây là làm phép. Tôi làm phép, ngày mai trong buổi gọi thầu nhất định chúng ta có thể trúng thầu. Lại còn làm phép nữa cơ. Nếu cậu linh như thế thì nên ra trước mấy sạp lô tô gì đó mà làm phép. Như thế nhất định sẽ trúng lớn đấy. Cả đời không lo cơm ăn áo mặc. Đó là lừa tiền. Nhà máy Phú Giang xin nghe. Chào anh. Đầu bí Ngô, anh đây. Anh, sao anh lại gọi đến đây vào lúc này? Anh nghe ngóng được từ chỗ Ngô Lực Dĩ. Trong buổi gọi thầu ngày mai, Phó Thị trưởng cũng sẽ có mặt. Mặc dù ông ta không phải Bình ủy, nhưng nếu nhận được sự tán dương của ông ấy thì còn hữu dụng hơn lời của bất cứ Bình ủy nào khác. Em xem có cần chuẩn bị trước gì không? Ý anh là, anh nghe nói Phó Thị trưởng trước đây cũng từng làm công trình. Anh sẽ giúp em thu thập một ít tư liệu về những công trình ông ấy đã làm. Em tự có tính toán đi nhé. 7 giờ tối nay ông ấy mở tiệc tiếp đón các quan chức trên tỉnh ủy ở Nhất Phẩm Hương. Em hãy đến đó. Anh sẽ tìm cơ hội tách khỏi đội Dân Ưng và Ngô Lực Dĩ để em gặp ông ta. Được, tối nay em nhất định sẽ đến. Tối nay có hẹn với anh cả sao? Có người đẹp nào không? Có chứ, có muốn đi cùng không? Được đấy. Có chuyện rồi. Khu Hạp Bắc Bằng bốc cháy rồi. Lo cái gì, khu Hạp Bắc Bằng bốc cháy thì liên quan gì đến cậu? Thì Dư Phong và Thái Bình không phải đã chuyển đến đó rồi sao? Nhanh lên. Cháy rồi. Cứu tôi với. Nhanh lên. Nhanh, đỡ chị. Cứu tôi với. Nhanh, đỡ vậy. Anh đi đi. Bố, mẹ. Người đâu? Có ai không? Ở đây có người sống. Ở đây vẫn còn người sống. Người đâu? Con trai. Cứu đứa trẻ trước đi. Mẹ.
bé. Nhanh nhanh nhanh, trong phòng còn có người. Tốt rồi, bên này có hai người. Đến đây cẩn thận. Không sao rồi, không sao. Đây, sao thế? Cẩn thận. Mẹ. Người anh em, nào. Bác sĩ, không đủ băng gạc. Đi lấy thêm đi, dần dần. Mẹ. Mẹ. Sao lại thành ra thế này? Chuyện này... Mẹ. Dư Phong. Mẹ. Anh Kỳ Năng. Mẹ em. Mẹ em chết rồi. Mẹ. Lúc mới đầu cũng không cháy to, nhưng mà cái liệu của chúng em rất dễ bắt lửa. Mới đó mà cả một khu đã bị đốt trụi rồi. Lúc đó tất cả mọi người đều chạy ra ngoài. Có người còn đang sống sờ sờ, nhưng lại bị giẫm chết. Lúc đó mẹ dùng hết sức đẩy em ra ngoài, nhưng mẹ không chạy được. Mẹ, sau khi đội cứu hỏa đến, khu liều này của bọn em lại không có nước. Em chỉ đành trừng mắt lên nhìn lửa càng ngày càng to, đốt cháy sạch cả khu này. Điều duy anh vô tích sự khiến mẹ dạy phải ở nơi này đều tại anh. Mẹ. Bên này còn người, mau đến đây. Ngưỡng mộ đã lâu. Không sao. Mời. Nào, được. Thank you.
Tạ ơn trời đất, anh còn cho là sẽ là chuyện gì rồi cơ. Xin lỗi anh, hôm nay em có nhiều việc lu bu quá, không đến nhất phẩm hương được, đã khiến anh lo lắng rồi. Nói gì đấy, không sao là tốt rồi. Không gặp được phó thị trưởng cũng không sao. Này, đây là tài liệu về những hạng mục mà ông ấy từng tham gia. Em xem cho kỹ nhé. Xem ông ấy thích thiết kế như thế nào. Mặc dù thời gian có hơi gấp, nhưng hy vọng là sẽ có ích cho buổi hội thầu ngày mai của em. Cảm ơn anh. Bây giờ vẫn còn thời gian để vẽ lại bản thiết kế. Vẽ lại bản thiết kế. Đừng có mù quáng nhé. Ngày mai đã gọi thầu rồi, sao vẽ kịp chứ? Ban nãy tôi tìm được một số tài liệu về những công trình mà phó thị trưởng từng tham gia. Tôi hiểu rồi. Ý kiến của phó thị trưởng cực kỳ quan trọng, cho nên cậu mới muốn dựa theo sở thích của ông ấy để điều chỉnh lại bản vẽ của chúng ta. Ghê đấy. Thế thì chúng ta bắt đầu đi. Nào, bắt đầu thôi, bắt đầu. Thành công mỹ mãn. Cuối cùng cũng xong rồi. Xong rồi kìa. Đúng vậy, đến cũng chẳng thay đổi được gì. Người của xưởng xây dựng Phố Giang vẫn chưa đến. Chúng ta bắt đầu thôi. Được. Các quý ông, quý bà, lãnh đạo của các xưởng xây dựng, chào mọi người. Hoan nghênh mọi người đến với cuộc đấu thầu cho dự án nhà ở của công trình bình dân đệ nhất của chính phủ thành phố. Cuộc đấu thầu này sẽ do Cục Công vụ phụ trách tiến hành tổ chức. Ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đấu thầu về mặt thiết kế và khả năng thi công cho dự án thiết kế nhà ở khu bình dân đệ nhất. Nhanh nữa lên. Đã nhanh lắm rồi đại ca. Vì thế, giống như những gì tôi vừa nói, chúng tôi dùng đá dụng thay thế cho bê tông cột thép, đáp ứng được mục đích khống chế giá thành. Đó chính là thiết kế của Vĩnh Thành. Cảm ơn mọi người. Thiết kế này nghe ra được đấy. Được. Tiếp theo sẽ là xưởng cuối cùng. Xưởng xây dựng Phố Giang đứng ra trình bày đấu thầu. Xưởng xây dựng Phố Giang đến chưa? Thật đáng tiếc, nếu xưởng xây dựng Phố Giang đến muộn, vậy thì sẽ bị hủy bỏ tư cách đấu thầu lần này. Đợi đã, Phố. Xưởng xây dựng Phố Giang đến rồi.
đợi một lát. Đây, đây là bản thiết kế, mời xem qua. Đây là bản thiết kế, mời xem qua. Tiếp theo, xưởng xây dựng Phú Giang sẽ trình bày đấu thầu. Chào mọi người, tôi là Daniel Thẩm của xưởng xây dựng Phú Giang. Đây là lần đầu tiên xưởng xây dựng của chúng tôi tham gia buổi đấu thầu của cục công vụ. Trên tay mọi người chính là bản thiết kế của xưởng xây dựng Phú Giang chúng tôi. Các vị giám khảo có thể xem qua một lát. Mấy người ngồi đó, có ai lại thông minh hơn Thẩm Kỳ Nam cơ chứ? Nắm bắt được sở thích của nhân vật quan trọng, chúng ta chắc chắn trúng thầu. May mà cậu ấy thông minh, kịp thời tìm thấy tài liệu này. Cái này không đúng. Sao lại thế này? Sao vậy? Nào, cậu xem đi. Sao vậy? Thế này hoàn toàn khác nhau. Dự án lúc trước của Phó Chủ tịch thành phố toàn là tập trung vào liên kết chắc chắn, chủ trương đề cao, diện tích sử dụng đất kiến trúc. Đây, đúng vậy, cái này là tờ ý tưởng thiết kế mà chúng ta vốn có, hoàn toàn là một mà. Thì là thế đó. Cậu ấy nghĩ gì vậy? Sao cậu ấy lại bảo chúng ta vẽ lại một bản khác cơ chứ? Đừng vội, đợi đã. Ý tưởng ban đầu của tôi là dạch kế hoạch rút ngắn lại chiều rộng của ngõ hẻm và cả khoảng cách giữa các nhà, tận dụng nhiều nhất có thể hiệu suất sử dụng đất. So với các bản thiết kế thông thường thì có thể xây thêm 2 căn nhà trệt. Nhưng hôm qua, vụ cháy ở khu hộ nghèo Sạp Bắc đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi muốn hỏi mọi người, chính phủ thành phố tại sao phải kiến tạo khu nhà ở bình dân? Chẳng qua là muốn thủ tiêu khu ổ chuột ô tạp, cải thiện mỹ quan thành phố. Vì thế bọn họ hy vọng có thể xây dựng càng nhiều căn nhà hơn cho càng nhiều người dân chuyển vào ở. Nhưng liệu chúng ta có từng nghĩ, nếu chúng ta chỉ quan tâm đến việc nhồi nhét họ vào ở mà không quan tâm đến nhu cầu sống của họ, vậy khu nhà ở bình dân sẽ là gì? Chỉ là một khu nhà tạm bợ được làm ra từ bê tông xi măng mà thôi. Có lý. Vì vậy các vị giám khảo, các vị có thể nhìn thấy trong bản thiết kế mới của xưởng xây dựng Phố Giang chúng tôi có giếng tự chảy, phòng đọc, hội trường lớn, trường học công, nhà vệ sinh công cộng, vân vân, có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của cư dân. Cái này hay. Khu nhà ở bình dân sợ nhất là điều gì? Sợ nhất đó chính là hỏa hoạn, giống như vụ cháy ở khu hộ nghèo Sạp Bắc. Còn có trận cháy lớn cách đây không lâu ở Bùng Cỏ, ở Phú Đông, khiến cư dân thương vong vô số, tổn thất nghiêm trọng. Vì vậy mọi người có thể thấy, trong bản thiết kế của xưởng xây dựng Phố Giang chúng tôi đều nghiêm ngặt dựa theo nhu cầu phòng hỏa hoạn mà thiết lập chiều rộng giữa các ngõ và khoảng cách giữa các nhà, đồng thời giữa các nhà xây dựng tường chống lửa. Nếu có sự cố xảy ra, có thể giảm thương vong đến mức thấp nhất. Tôi nghĩ đây mới chính là giá trị nòng cốt mà những người theo nghiệp kiến trúc nên có. Đây mới chính là căn nhà mà chúng ta nên xây dựng. Nói nhiều như vậy cũng chỉ là 4 từ: lấy người làm chính. Cái này hay, hay lắm. Lấy người làm chính rất hợp lý. Đúng đấy, đúng đúng đúng. Đúng đấy, rất đúng. Thật ngại quá. Tôi có câu hỏi. Tôi rất tán thành câu lấy người làm chính mà Daniel Thẩm nói. Nhưng tôi có 2 vấn đề. Thứ nhất, ý tưởng thiết kế của anh, các công trình công cộng cùng các trang thiết bị là quá nhiều. Như vậy giá thành sẽ rất cao. Thứ hai, vấn đề đất xây dựng của khu Vật Lâm, Phú Giang định giải quyết thế nào? Tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai của Phó Tiểu Thư trước. Về vấn đề xây dựng đất ở Vật Lâm có đặc tính xốp, chúng ta có thể đào sâu nhất có thể xây một nhà hầm dưới đó, xây dựng một móng nhà hầm bản lớn. Móng bản lớn này sẽ kiên cố hơn móng bình thường và tốt hơn. Kiên cố hơn. Vì vậy không gian thừa ra có thể dùng xây lớp học đêm, nhà kho. Phó Tiểu Thư nói đúng lắm. Tuy làm nhà hầm này sẽ tốn chi phí một chút, nhưng nó thuộc về diện tích của kiến trúc dựng móng, không cần dùng đến các mảnh đất khác đi làm những công trình công cộng này. Đã đến lúc nhà hầm hoàn thành xong, những công trình thiết kế này cũng sẽ hoàn thành. Đó chính là báo cáo của tôi.
nói hay lắm. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh Daniel, ông chủ Trương, thiết kế của sở xây dựng phố Giang của cậu vô cùng tuyệt vời. Lần này trúng thầu, tài năng vang dội. Cảm ơn, quá khen rồi. Đúng đấy, lần này đúng là phải chúc mừng anh Daniel rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Vậy chúng tôi đi trước đây. Đi thăm thả, đi đây. Anh Daniel, chúc mừng anh. Thiết kế của anh quả thực rất đặc sắc. Cảm ơn. Vì thế tôi đã từng nói, cô phải trở nên mạnh hơn. Sau khi mạnh lên mới có tư cách làm đối thủ của tôi. Thắng thua là chuyện thường tình. Hy vọng lần sau anh cũng sẽ có màn thể hiện đặc sắc như vậy. Tôi nói là nghiệt duyên mà. Đi thôi. Đi. Thắng kỳ nam này như vậy mà cũng có thể trúng thầu. Hắn cứ lớn lên như vậy sẽ thật sự là tử địch của chúng ta. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Làm gì? Trong tay chúng ta không phải vẫn còn ác chủ bài sao? Ác chủ bài. Ý ngài là Phó Hàm Quân. Phó Hàm Quân đứng đấu thầu cũng để thua. Không phải là đối thủ của Thắng Kỳ Nam. Mấu chốt của vấn đề không nằm ở thắng hay thua. Vấn đề là hai đứa chúng Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Phó Hàm Quân có thể quỷ hôn vì Thắng Kỳ Nam. Nghe tin tên tiểu tử đó chết, cô ta liền ốm đau không dứt. Thế nghĩa là gì? Nghĩa là tình cảm giữa hai người sâu đậm. Vì thế Phó Hàm Quân thua vốn không hề quan trọng. Quan trọng là cô ta có thể khiến cho Thẩm Kỳ Nam lo lắng. Tôi hiểu rồi đại ca. Anh nói như vậy tôi nhớ ra có hai người. Nó không chừng có thể dùng được. Hai người. Đúng vậy. Hôm đó lúc tôi ở vũ trường, Melissa đã gặp Phó Thừa Long. Lúc đó tâm trạng của cậu ta cực kỳ tệ. Bố, con thua anh ấy rồi. Xây nhà hầm làm phòng học, có lẽ cũng chỉ có anh ấy mới nghĩ ra được. Chỉ có anh ấy, người đã từng trải qua cuộc sống ổ chuột, mới thực sự biết được người sống ở khu bình dân cần những gì. Từ ngày trước, chúng con đã thường cãi nhau vì bất đồng quan niệm. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó đã định rằng con không thể ở bên anh ấy. Nhưng con thật sự không muốn đối địch với anh ấy. Con thật sự thấy mệt lắm. Nhưng con biết con không thể tiếp tục yếu đuối như vậy được. Thứ anh ấy muốn không chỉ là Vĩnh Thành. Anh ấy còn hy vọng chúng ta người mất tật mang. Nếu con còn không mạnh mẽ lên, con sẽ thật sự thua mất. Bố, lúc trước đều là bố bảo vệ con. Bây giờ đổi lại là con bảo vệ bố. Bố yên tâm, con sẽ không để anh ấy làm hại bố đâu. Bố nhất định phải tin con. Phó chủ tịch thành phố rất thích thiết kế này. Ông ấy còn đặc biệt gọi điện thoại cho người quản lý của các xưởng xây dựng chuyên về thủy mộc trong công sở, nói đợi dự án này xây dựng xong, ông ấy đích thân đảm bảo để xưởng xây dựng phố Giang gia nhập vào công sở. Đến lúc đó mọi người có thể xây nhà kiểu Tây và chung cư cao cấp rồi. Đúng là niềm vui không ngờ. Em mới khiến anh cảm thấy không ngờ ấy. Hóa ra phó chủ tịch thành phố này xuất thân nghèo khó, lúc nhỏ cũng là sống ở trong những ngôi nhà tạm bợ ở khu ổ chuột. Thiết kế này của em khiến ông ấy động cảm. Đồng ý Ngô, những thông tin này anh đều không tra ra được. Sao em biết được vậy? Em cũng không biết. Em không biết. Vậy nếu phó chủ tịch thành phố mà không thích thì làm sao? Thực ra em cũng không phải là đang đánh liều. Chỉ là em đã đưa ra một quyết định duy nhất, không thể làm trái với nội tâm chính mình.
quyết định duy nhất không thể trái ngược nội tâm chính mình. Từ Thẩm Kỳ Nam đến Daniel, em gần như đã quên suốt ngần ấy năm. Ban đầu em chỉ có tâm nguyện là một kiến trúc sư. Mấy năm nay, trong tâm tư của em chỉ có báo thù và theo đuổi danh lợi. Tuy nhiên, ngoài thù hận còn có danh lợi và còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn nữa. Vậy nên chính vụ hỏa hoạn tại khu hộ nghèo đã khiến em hoàn toàn thức tỉnh. Em muốn giúp đỡ bọn họ, sẽ không dựa vào công trình khu dân cư bình dân để khiến bản thân trở nên nổi tiếng. Anh cười cái gì? Dáng vẻ vừa nãy của em khiến anh nhớ đến bố chúng ta. Anh nhớ khi đó bố nói với anh, mặc dù chúng ta chỉ là thường dân nhỏ bé, nhưng chuyện nên làm thì phải làm cho được. Không thể làm rùa thục cổ. Dáng vẻ em khi nãy thật sự rất giống bố. Không biết Phó Cục trưởng Đỗ hôm nay đến tìm tôi là có chuyện gì? Hai nhà chúng ta cũng quen biết nhau được nhiều năm rồi. Từ nhỏ Thiếu Kiền và Thừa Long cùng nhau đi học, lại cùng nhau vào Vĩnh Thành. Phải nói rằng tình cảm của hai đứa nhỏ thật sự rất tốt. Thừa Long nhà chúng tôi năng lực chỉ bằng phân nửa thiếu gia nhà họ Đỗ. Tôi nằm mơ cũng cười đến tỉnh người. Cũng không thể nói như vậy. Kỳ thực đứa nhỏ Thừa Long này vô cùng thông minh, nhưng là do ông chủ Phó luôn đem tâm tư đặt lên người Hàm Quân, thật sự bỏ quên Thừa Long. Quá ra Phó Cục trưởng Đỗ là một người tin tưởng. Nếu không phải việc Phó Hàm Quân cản trở Thừa Long nhà chúng tôi, thằng bé nhất định còn làm tốt hơn. Mặc dù tôi là người ngoài cuộc, nhưng thân là bạn bè lâu năm, thấy ông chủ Phó bất công như vậy, tôi thật sự có chút không nhìn được. Phải không? Ông cũng nhìn ra lão gia nhà chúng tôi không công bằng. Tôi nói cho ông biết, ông... Phó Cục trưởng Đỗ, hôm nay gọi tôi ra đây không phải chỉ để nói những điều này chứ? Chính là để nói những điều này. Bởi vì tôi thấy ông chủ Phó bất công như vậy, thật sự không nhịn được. Vậy nên muốn giúp đỡ hai mẹ con các người làm chút chuyện thiết thực. Chuyện thiết thực? Chuyện thiết thực gì? Chính là chuyện bà muốn làm lại bị Phó Hàm Quân ngăn chặn mà không thể thực hiện được. Tôi mời cả bố mẹ mình đến. Tôi muốn lấy thêm vài thư mời, mời tất cả nữ nhân bên ngoài của tôi đến để bọn họ xem thử cái gì gọi là phát đạt. Thôi bỏ đi, đừng để đến lúc đó bọn họ lại đánh nhau nữa. Sẽ không đâu. Ông chủ Thẩm có muốn mời người này đến không? Mời ai vậy? Chính là người đó của cậu. Cái gì người đó của tôi? Cô ấy gọi là Phó Hàm Quân. Phó Hàm Quân? Vậy cậu có muốn mời Phó Hàm Quân đến không? Không cần. Chúng ta đã trúng thầu rồi, cậu còn nghiên cứu bản đồ gì nữa? Tôi đang nghĩ khu dân cư bình dân lần này, nếu như không trúng thầu, sẽ phải khai phá mảnh đất nào mới có thể đoạt vị trí hàng đầu? Nhưng chúng ta đã trúng thầu rồi, tôi còn muốn gì nữa? Tôi muốn khai phá mảnh đất Dân An bên cạnh Dược Lâm. Tiểu thư dự định khai phá mảnh đất Dân An bên cạnh Dược Lâm.
Tôi đã tổng hợp so sánh với vài khu đất khác, phát hiện Dân An là thích hợp nhất. Theo như tôi biết, chủ sở hữu Dân An ngại tiền trưng mua của chính quyền quá ít, kỳ kèo nhất định không đem đất đưa ra. Tuy nhiên, nếu như bọn họ tự mình khai phá căn hộ cao tầng, vốn đầu tư khủng lại không đưa ra vốn tạm ứng ban đầu, chẳng có xưởng xây dựng nào dám tiếp nhận. Vậy chú giúp tôi đàm phán với họ, nói Vĩnh Thành chúng ta nguyện ý chu cấp toàn bộ vốn tu sửa căn hộ cao tầng. Tuy nhiên, sau khi tu sửa xong, cổ phần chia chúng ta một nửa. Chu cấp toàn bộ tiền vốn, đó có thể không phải con số nhỏ đâu. Tôi sợ bên phía cổ đông không thể thông qua. Vậy chúng ta triển khai đại hội cổ đông tạm thời, để tôi nói với họ. Bác sĩ Đàm, lão gia nhà chúng tôi khi nào có thể hồi phục vậy? Sợ rằng phải trải qua một quá trình khá lâu. Tôi biết rồi. Tôi nghe nói bà phó đang liên lạc luật sư, cố gắng sửa đổi di chúc của ông chủ phó. Đừng lo lắng, tôi không dự định đối phó bà, nếu không cũng sẽ chẳng đơn độc hẹn bà đến đây đàm phán. Giống như tôi nói, tôi muốn giúp đỡ bà làm chút chuyện thực tiễn. Chẳng hạn nói, bà phải có chứng thực của bác sĩ, tôi có thể giúp bà. Lại nói, tôi có thể giúp bà đem cái gai trong mắt Phó Hàm Quân đuổi khỏi Vĩnh Thành, khiến con trai bà Phó Thừa Long quang minh chính đại kế thừa Vĩnh Thành. Thật ư? Đương nhiên là thật. Vậy ông muốn có được cái gì từ chỗ tôi? Sau khi xong chuyện, tôi muốn 20% cổ phần của Vĩnh Thành. 20% cổ phần? Ông quá tham lam rồi. Bà phó, theo như tôi biết, ông chủ phó này bên trong di chúc ban đầu, ông ấy đem phần lớn cổ phần đưa cho Thẩm Kỳ Nam, để lại cho hai mẹ con bà chỉ có vài đồng bạc lẻ đáng thương. Nếu di chúc được sửa đổi thành công, dưới danh của ông chủ phó, 45% cổ phần đó, nào sợ 20% cổ phần bà chỉ cho tôi, bà còn đến 25% cổ phần, lại thêm số cổ phần trong tay bà khi trước, vậy bà sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Vĩnh Thành. So với tình trạng hiện tại của bà, khác biệt một trời một vực rồi. Được, 20% thì 20%. Chỉ cần ông giúp tôi sửa đổi được di chúc này, tôi sẽ đưa. Bà phó là người thông minh. Tuy nhiên bây giờ còn có một vấn đề lớn nhất. Vấn đề gì? Di chúc này chỉ cần sau khi ông chủ phó đi rồi mới có thể thực thi. Nếu như trong quá trình thực hiện ông chủ phó tỉnh lại, hồi phục rồi, vậy di chúc chúng ta sửa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đúng rồi. Vậy làm thế nào? Chỉ có một cách. Bà đem thuốc này, thần không biết quỷ không hay, tiêm vào trong bình truyền dịch của ông chủ phó. Sau đó, Vĩnh Thành là của mẹ con hai người rồi. Ông chủ phó từ đầu đến cuối chưa từng để tâm đến mẹ con các người trong mắt ông ta. Tên người ngoài Thẩm Kỳ Nam so với mẹ con các người còn quan trọng hơn nhiều. Đã đến giờ phút này rồi, bà phó còn chưa nhìn rõ cục diện sao?
Khu căn hộ vốn đã phổ biến nhiều năm tại Thượng Hải, nhưng từ đầu đến cuối lệ thuộc nhiều vào cục tô giới. Hơn nữa, chủ sở hữu căn hộ đa số đều là hoa kiều hải ngoại, giám đốc thương hội nước ngoài, còn có minh tinh điện ảnh. Trong ngoại giới, nơi nền kinh tế còn chưa phát triển, có bao nhiêu người mua được căn hộ? Những người mua được căn hộ tại sao không đi tô giới mà lại cần đến một nơi còn chưa khai phá hoàn thiện? Tôi muốn thăm vấn mọi người một vấn đề. Mọi người cảm thấy sự xây dựng của chúng ta mua căn hộ, bán đi và cho thuê thì kiếm tiền dựa vào đâu? Lòng tin, chất lượng. Không sai, uy tín và chất lượng quả thực là vốn liếng để sự xây dựng ổn định và phát triển. Nhưng tôi nghĩ rằng kiếm tiền còn phải dựa vào ánh mắt. Tôi lấy một ví dụ cho mọi người. Năm 1849, thương nhân Remy người Pháp dùng giá 47 triệu 500 đô thu mua 2.385 mẫu đất ở tô giới. Giá đất khi ấy là 133 lượng. Sau đó, thương nhân nước ngoài lại rào đất 81,74 mẫu đất, giá đất là 55 lượng. Mọi người đoán xem sau đó thế nào? 5 năm sau, miếng đất này giá thấp nhất là 1.140 lượng, tăng gấp 20 lần. Lúc cao nhất có thể đạt đến 3.620 lượng, tăng gần 66 lần. Mọi người đoán xem là vì sao? Vì tô giới đã quy hoạch dùng đất này thành trung tâm đua ngựa, tự nhiên sẽ tăng lên chóng mặt. Ý tôi muốn nói là bây giờ phủ thị chính của chúng ta đang cố gắng dựng nên một trung tâm mới có thể sánh bằng tô giới, lại còn là một khu vực đất lành yên dân, chính ở trung tâm thành phố tương lai này. Chúng ta có thể dự kiến tương lai của khu vực yên dân khả quan bao nhiêu. Vậy nên, nếu bây giờ chúng ta vẫn không ra tay, đến sau này có rất nhiều cụm kinh doanh, còn có những công ty đi sâu vào, đến lúc đó chúng ta có muốn triển khai, chỉ sợ là không dễ như vậy. Nhưng mà khu tô giới Pháp, họ cũng đang xây dựng khu nhà Penner. Người nhận thầu chính là Lennart, Vichy và Crew, tiếng tăm lẫy lừng. Đối phương, dù là danh tiếng, kinh nghiệm hay là kỹ thuật, đều hơn hẳn Vĩnh Thành chúng ta. Hạng mục của tổng giám đốc so với họ không có chút ưu thế nào. Tiểu Phương, mọi người có thể xem thử bản vẽ tôi sắp cho mọi người xem. Kiến trúc xây dựng bằng xi măng cốt thép cao 13 tầng. Trong tòa nhà có thang máy Otis của Mỹ. Dưới tầng trệt có sảnh, phòng tắm hơi, có gara. Mỗi hộ đều có phòng bảo mẫu. Bên ngoài mỗi tầng đều có ban công hình vòm, đón sáng rất tốt. Phòng vệ sinh sử dụng các thiết bị vệ sinh nhiều màu sắc, đầy đủ thiết bị nóng lạnh. Tôi tin tòa nhà thế này, so với bất cứ tòa nhà cao cấp nào ở Thượng Hải, đều có ưu thế rõ rệt. Vì mục tiêu của tôi là muốn xây nên một tòa nhà đẹp và cao cấp, sánh được với tòa giới. Nghe có vẻ rất được. Nhưng mà thiết kế này nhất định cần nguồn tài chính rất lớn. Hơn nữa, nếu Vĩnh Thành đầu tư toàn bộ, lỡ hạng mục xảy ra vấn đề, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phải đó, nghe chị nói như thể rồng leo vậy, như miếng đất giật năm lần trước. Không phải cũng xuất hiện vấn đề sao? Vậy nếu lần này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao? Tôi biết mọi người bây giờ lo lắng về tôi. Vì vậy, tôi bằng lòng ở trước mặt tất cả mọi người lập lời thề, nếu hạng mục lần này thật sự xảy ra vấn đề, tôi sẽ tự từ chức. Hạng mục này nghe có vẻ thật sự được đấy, nhất định kiếm lợi nhuận lớn. Nghe nói tổng giám đốc đã vì chuyện này mà bỏ ra rất nhiều công sức, thường xuyên tăng ca, đói chàng miếng bánh, bây giờ lại lập lời thề, hy sinh rất nhiều cho Vĩnh Thành của chúng ta. Phải. Đi đi. Tiểu thư, hôm nay cô có đi tiệc rượu nữa không? Tiệc rượu? Tiệc rượu cảm ơn của xây dựng Phổ Giang. Thiệp mời đã được đưa đến đây mấy ngày nay rồi. Tiệc rượu cảm ơn? Họ cố ý khoe mẽ à? Đi chứ. Làm gì mà